Hello anh em, cửa hàng lên sóng giới thiệu anh em một đôi loa cây của Mỹ để giá thanh lý luôn. Giá thanh lý luôn, 3 triệu giá tại cửa hàng cho anh em chơi. Loa màu gỗ bát 16 anh em nhé. Loa cây thì nó thường bát 16, 18. Màng carbon và gân cao su dẻo rất bền theo thời gian. Có lỗ thông hơi mặt trước, loa chép đo. Những dòng loa cây của Mỹ, của châu Âu thì chất âm rất tí tách, tiếng sáng, lời hát sáng, lồng lộng ra. Chiều cao của loa 85, chiều ngang 20, còn chiều sâu 25. Vuông thành sắt cạnh đẹp anh em nhé. Vuông thành sắt cạnh rất đẹp luôn. Tiếng trong mịn màng. Và chép đo bát 16 anh em nghe trong không gian kín, không gian nhỏ, phòng khách, phòng làm việc hoặc là quán cà phê, phòng trà, mua đôi loa này về trưng bày nghe hay vừa tiền. Bát rất êm luôn. Đang mở một đoạn nhạc khác, anh em cùng thưởng thức. Giá thanh lý cho anh em chơi. Còn nhiều nhưng thôi, ngày gặp nhau sẽ nói thêm tâm tư còn dài. Trăng lên cao sẽ tà tình bạn. Anh em nào mà chơi bộ dàn âm thanh 5.1 mà thiếu loa cây, loa front ấy, loa chính phía trước ấy, đôi loa này đặt vào rất đẹp luôn. Nói là rất đẹp nếu mà để làm một đôi loa front, bởi vì nó sáng đẹp. Xin hẹn gặp lại anh em, 3 triệu giá thanh lý tại cửa hàng.